Trước những diễn biến phức tạp của COVID-19 tại Việt Nam, đã có đội bóng đề xuất hủy bỏ V-League 2020. Như những thông tin trước đó, ngay sau khi kết thúc vòng 2 của V-League 2020, VPF và VFF đã chính thức công bố tạm hoãn giải đấu cho tới hết tháng 3. Đây là quyết định cần thiết vào thời điểm hiện tại khi đại dịch COVID đang lây lan rất nhanh chóng tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc V-League bị tạm hoãn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới các câu lạc bộ, đặc biệt trong vấn đề trả lương cho các cầu thủ. Hiện nay, một số đội bóng cho biết họ đang gặp khó khăn về tài chính nếu như V-League tiếp tục hoãn vì dịch COVID-19. Trước tình trạng kể trên, Chủ tịch câu lạc bộ Quảng Nam, ông Nguyễn Húc đã lên tiếng đề xuất phương án hủy bỏ V-League 2020 và tổ chức lại vào năm 2021. Chia sẻ với báo chí, ông cho biết: "Ngay từ đầu thời điểm V-League chưa khai mạc, tôi đã từng đề xuất ý kiến VPF và EVFF cùng những nhà điều hành tổ chức là chúng ta nên hủy giải. Nếu tình huống xấu nhất, có thể hoãn vô thời hạn hoặc hủy bỏ giải V-League 2020, tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ quyết định đó. Nếu bây giờ những vòng đấu vẫn tiếp tục diễn ra trước tình hình bệnh dịch không có gì tích cực, rất khó để cầu thủ có thể đá hay, đá thăng hoa lên được. Không chỉ bóng đá, rất nhiều các hoạt động khác cũng phải buộc hủy bỏ và không được kinh doanh tổ chức vào thời điểm hiện nay. Tôi vẫn bảo lưu ý kiến là nên hủy bỏ V-League 2020. Đây là điều bình thường bởi sức khỏe cần được đặt lên hàng đầu." Huấn luyện viên Nam Định chia sẻ, đá không khán giả thì nên dừng V-League. Ông Nguyễn Văn Sĩ cho rằng nếu không thể đưa khán giả trở lại các sân cỏ, V-League cũng nên tiếp tục dừng trong khoảng thời gian sắp tới. Đương nhiên rồi, với các cầu thủ Nam Định ấy thì thường có cái sự hưng phấn khi có sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, luôn luôn ủng hộ đội bóng. Trước trận đấu thì có một cái sự ngại ngùng gì liên quan đến dịch và nó có ảnh hưởng gì đến tâm lý thi đấu của cầu thủ? Theo tôi nghĩ thì cũng không ảnh hưởng lắm, nhưng mà rõ ràng đấy, như tôi đã nói là rõ ràng là thi đấu mà không có khán giả thì rõ ràng nó như là một buổi tập, nên là cái động lực và cái sự hưng phấn của các cầu thủ nó cũng bị bớt đi, thiếu đi, ảnh hưởng rất là nhiều. Ông Trần Anh Tú phát biểu, trong khi diễn biến dịch bệnh diễn ra phức tạp, ai ai cũng ái ngại khi phương án phải hoãn giải đấu là hợp lý. Còn về ý kiến cụ thể là loại bỏ giải V-League 2020 thì VPF cũng không bao giờ tính đến. Đơn giản, vì nếu thế, nó ảnh hưởng đến cả đội tuyển quốc gia, đời sống cầu thủ và rất nhiều thứ liên quan khác, lợi ích cho nhà tài trợ. Các hợp đồng khác mà VPF ký với các đối tác và cả câu lạc bộ, ký với cầu thủ, đối tác nữa cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chủ tịch VPF chia sẻ, ông cũng hiểu được sự khó khăn về tài chính của các đội bóng đá vào thời điểm hiện nay. Bên cạnh đó, ông cũng có kế hoạch để V-League 2020 sẽ sớm trở lại. Phương án tốt nhất là giải sẽ bắt đầu vào khoảng đầu tháng 4, nếu không thì sẽ lùi lại xuống giữa tháng 4 hoặc cuối tháng 5. Hy vọng hết tháng này nguồn lây cũng sẽ giảm khi các nguồn lây từ nước ngoài về được hạn chế. Với truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc, ngay sau lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân đã phát huy trách nhiệm của mình chung tay ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ngay trong ngày 19 tháng 3, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đại diện tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị ở trong và ngoài nước với tổng số tiền gần tới 40 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 3 vừa qua, Tiền đạo Văn Toàn cũng đã có mặt tại văn phòng của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hà Nội để trao số tiền quyên góp được trong 4 ngày để ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Là người đầu tiên trong đội tuyển Việt Nam huy động sự ủng hộ của người hâm mộ trên fanpage của mình. Qua 4 ngày ủng hộ, số tiền của người hâm mộ và một số cầu thủ trong đội tuyển được chuyển vào tài khoản của tôi lên tới 130 triệu đồng. Và chỉ trong sáng ngày hôm sau, trước khi đến với mặt trận, số tiền ủng hộ đó đã lên tới 150 triệu đồng. Đây là tấm lòng, là tình cảm của mỗi người trẻ chúng tôi với mong muốn chung tay cùng Tổ quốc chiến thắng đại dịch. Văn Toàn cho biết, vào ngày 23 tháng 3, Trung vệ Bùi Tiến Dũng và bà xã Khánh Linh cũng đã trao tặng món quà ý nghĩa cho quân khu 1 chung tay phòng chống dịch COVID. Hai vợ chồng ủng hộ món quà hiện vật bao gồm 300 chiếc khẩu trang, 300 bộ quần áo bảo hộ và 300 đôi giày, ước tính tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng. Để tiếp thêm sức mạnh cho Bộ Y tế giúp đẩy lùi đại dịch toàn cầu COVID-19, các cầu thủ Việt Nam liên tục có những hành động ý nghĩa. Với ban huấn luyện cùng toàn thể các cầu thủ, câu lạc bộ bóng đá Viettel đã đồng loạt nhắn tin để hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Với tinh thần mỗi người 20.000 đồng thì 1 triệu người đã là 20 tỷ đồng, 10 triệu người đã là 200 tỷ đồng và 100 triệu người Việt Nam sẽ là 2.000 tỷ đồng. Các cầu thủ của câu lạc bộ Viettel đã ngay lập tức hưởng ứng chủ trương tốt đẹp này của chính phủ cũng như của các bộ ban ngành. Được biết, trước khi có lời kêu gọi ủng hộ bằng hình thức nhắn tin đến đầu số 1407, một số cầu thủ của câu lạc bộ Viettel như trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng đã tham gia hưởng ứng bằng hình thức chuyển tiền đến tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngoài ra, toàn bộ thành viên đội bóng đá Bình Định cũng đã cùng nhau nhắn tin ủng hộ chống dịch COVID theo lời kêu gọi của Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Y tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Nhiều cầu thủ đã nhiệt tình nhắn tin nhiều tin liền một lúc với hy vọng đóng góp một phần nhỏ kinh phí cùng cả nước chung tay chống dịch COVID-19. Không chỉ nhắn tin, các cầu thủ còn đưa thông tin này lên các trang mạng xã hội cá nhân của mình để kêu gọi mọi người cùng ủng hộ. Trong bối cảnh cả nước đồng lòng chống lại dịch bệnh COVID-19, toàn bộ cầu thủ của ban huấn luyện câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng đã cùng xuống đường tuyên truyền và phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Những hành động nhỏ nhưng thiết thực và đầy ý nghĩa đó trong bối cảnh cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh đã vô cùng ý nghĩa. Những hành động nhân văn đó của các cầu thủ đã được rất nhiều những phản hồi tích cực từ phía cư dân mạng.